Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Và chúng ta lại gặp lại nhau ở video clip này, video clip về sửa cân điện tử ở Tân Phú, Đồng Nai. Ở trên YouTube á, Cân điện tử Gia Phát có rất nhiều video clip về giới thiệu về cân điện tử, về hướng dẫn sửa cân điện tử, về hướng dẫn hiệu chuẩn lại cân điện tử. Thì để tìm lại, xem lại những cái video clip về hướng dẫn về sửa cân điện tử thôi á, thì anh chị cứ gõ là Cân Gia Phát sửa cân điện tử thì YouTube sẽ gợi ý ra những anh chị những cái video liên quan về sửa cân điện tử mà thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến xem thực tế trực tiếp mà một người khách hàng ở Tân Phú, Đồng Nai và sửa cân liên quan đến cân nông sản và là cân điều. Thì thông thường là điều nó ra trái một năm một mùa thôi, và thời gian sử dụng cái cân điện tử để mua bán điều á, nó tầm khoảng vài tháng, 6 tháng trở lại đi. Còn 6 tháng còn lại mình cất trong kho. Đôi khi mình cất kỹ quá, mình không sử dụng một thời gian dài thì làm cho cân nó đến lúc mình lấy ra thì nó không mở lên được nữa. Nó có khi mở lên được rồi, có khi là bị chuột cắn, rồi có khi là nó nhảy số linh tinh và nó không có cân được trong mùa điều mới. Ngay lúc này nè, anh chị sẽ rất cần đến một công ty cân điện tử nằm có thể di chuyển đến tận nhà mình để sửa cân điện tử. Và bây giờ cô đã chọn thay cho mình một cái đầu cân mới, đầu cân XK3190TBE. Đây là một cái đầu cân có màn hình số LED đỏ lớn nhất, gần như lớn nhất trong thương hiệu Joua, giúp cho cô ngồi cách cái cân xa khoảng chừng 5 m. Cô vẫn đọc số được bình thường. Dĩ nhiên là nó tốt hơn cái cân cũ của cô rồi nên cô mới vừa ý như thế. Và cái cân này nó tốt hơn ở chỗ là nó có báo hiệu 100 pin nữa. Nó có đèn báo hiệu 100 pin để cô chủ động cô sạc pin, để cứ mỗi ngày là cô mang ra ngoài sân á, ngoài hiên nhà cô cân, đến khi nào cô cảm thấy nó cần hết pin thì cô biết được đến lúc mà cô sẽ sạc pin được. Đây là một trong những yếu tố mà quan trọng đối với cô, tại vì cô lớn tuổi và cô cần một cái gì nó trực quan. Cô cần biết là khi nào nó hết pin, nó còn pin. Và mà cái điều mà cô vừa ý nhất của cái cân này, của cái đầu cân TBE này, là màn hình LED đỏ nó rất là lớn để cô nhìn từ xa. Cô ngồi trên bàn cô ghi số ký cho khách á, thì cô chỉ cần là cách cái cân nó 5 m, cô vẫn đọc được số bình thường. Thì gần như trong cái lĩnh vực mà cân điều á, hay là cân mũ cao su á, cái dòng cân nông sản TBE này nè là gần như là một sự lựa chọn tối ưu, vì màn hình LED đỏ rất là lớn và cái sự phản hồi của cân rất là nhanh, cho nên mọi người rất yên tâm về để lựa chọn cái dòng cân TBE này. Thì vừa rồi anh kỹ thuật á, anh đã thay đầu cân rồi, anh đã chuẩn cân này đúng ký như lúc ban đầu, nghĩa là công ty cân điện tử Gia Phát đến tận nơi khách hàng luôn mang theo những cái quả cân chuẩn như thế này để vừa kiểm tra cái tính chính xác của cân của anh chị đang sử dụng, hoặc là nếu anh chị có bất cứ một sự thay thế nào về đầu cân, về cảm biến thì luôn có những cái quả cân chuẩn đúng ký này để chuẩn lại cân cho anh chị. Như anh chị thấy ha, khi lấy một quả xuống thì nó lại xuống 20 kg và gần như là đúng bon từ 0 kg cho đến 100 kg như thế, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm anh chị ha. Và để tìm đến những công ty mà sửa cân điện tử thì anh chị cứ truy cập đến hai website là cân gia phát.com hoặc là cân điện tử gia phát.com. Đây là hai trong những website chuyên về cân điện tử và chuyên đến sửa cân điện tử tận nơi ở Tân Phú, Đồng Nai và những cái khu vực lân cận. Như anh chị thấy trên website cũng đã có những cái chuyên mục lớn về cân hạt điều hoặc là hay là sửa cân điện tử ở tận nơi. Dạ. Và nếu như mà chị đang xem video lúc này thì ở trên YouTube thì không cần tìm kiếm đâu xa cả, chị cứ kéo xuống dưới thì Cân Gia Phát cũng đã cẩn thận để hai cái đường link này ở bên dưới video lúc này, anh chị cứ click vào đó và sẽ dẫn đến trang web của Cân Tử Gia Phát. Hoặc là nhanh hơn cả thì anh chị cứ cầm điện thoại lên và gọi ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình. Cân Gia Phát lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và sẽ di chuyển nhanh nhất có thể. Và nếu anh chị đang xem video này trên YouTube thì anh chị vui lòng mà nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sửa kênh điện tử. Hoặc là anh chị để lại nhiều cái lời comment, ví dụ như là về hướng dẫn sửa cân điện tử, về lịch hẹn sửa cân điện tử hoặc là sửa cân điện tử như thế nào, thì anh chị cứ để lại những lời comment, những lời nhận xét bên dưới video này. Cân Tử Gia Phát sẽ lắng nghe một nội dung và sẽ phản hồi nhanh nhất có thể ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.